và viết bức tâm thư gửi con chốn phương trời, kể từ ngày con bỏ ra đi. Đời con biết sẽ ra sao, năm tháng qua dần lòng thương nhớ không nguôi. Ai có gặp xin cho nhắn đôi lời, mẹ cha đang trong ngóng con về. Nghe tiếng chuông đổ ngân nga nơi giao đường xa, âm thầm dòng đến ba vội vàng sang tận phòng con, thì chỉ thấy sách vở ngổn ngang gối chăn trơ trọi. Con đã bỏ ba má ra đi chẳng biết từ bao giờ. Đôi mắt của ba bỗng quen bóng lệ mờ, sau khi tìm khắp chốn vẫn không hỏi ra tin tức. Ba mới bảo với má của con rằng nó chẳng về đâu. Má con buồn rầu bỏ nước bỏ con, ra ngoài bờ ao ngồi khóc một mình. Còn ba thì viết bức thơ này gửi đến cho con. Sau cả năm trời bắt vô âm tính, sợ con la rầy con thì con lại đến lòng quán hận. Con bỏ mẹ bỏ cha sống cùng chúng bạn, xem kẻ ngoài đường hơn cốt nhục tình thâm. Chẳng biết bây giờ con ở đâu, ngoài kia lạnh lạnh gió sầu. Nửa khuya thức giấc nhìn đêm tối, thương kẻ lạc loài và xót đau. Thức giấc đêm nay khi nghe tiếng mưa rơi lạnh lùng theo tiếng gió, nhớ thương con ấy còn trẻ dại chẳng biết đêm nay trôi dạt ở nơi nào. Con đang cười cợt đùa vui chơi mấy đứa con của những tay quyền quý sen vào, hay là con đang thấp thiểu lê la với thân tàn má dại nơi xóa chợ đầu đường bữa đói bữa no. Bằng không thì cũng xa đà trong những vũ trường rực rỡ xa hoa, vùi đầu trong quan lạc cái hao mòn thể xác. Một cuộc sống hư hèn xa đọa, một tương lai đen tối mịt mờ.
này có đến với con không? Nhưng ba cứ mong sao con của ba sẽ đọc được những lời tâm huyết. Có một đứa con không biết nghe lời dạy bảo thì có cha mẹ nào vui được phải không con? Ông nội già rồi mà vẫn còn trằn trọc thâu đêm, khi nhắc tên con nổi rưng rưng nước mắt. Thập mấy cây nhang nổi dây dáng trời Phật, cho cháu của tôi mau sớm quay về. Cô bác gần xa ấy có gặp con tôi, làm ơn nói lại rằng tôi với mẹ nó rất thương nhớ nó. Bổn phận làm con phải giữ câu hiếu thảo, nghĩ đến gia đình và nghĩ đến tương lai.